Đây, chào các bạn nha, hôm nay tôi giới thiệu các bạn cái phiên bản xe hút đất tiên tiến hơn nha. Đây là phiên bản F2 xài thống thủy lực, cái cần điều khiển riêng biệt. Nguyên lý hành động của nó giống như là chiếc xe hút đất thiệt vậy đó. Và tải trọng tối đa của nó là 25kg. Cho nên là tôi phải ngồi ở ngoài. Đây tôi sẽ làm thử cho các bạn nghe xem một số tính năng của nó. Như mình cần điều khiển bên tay trái của tôi, nhưng mà mình để tới thì sẽ quay qua phải. Còn mình kéo lui thì nó sẽ quay về hướng bên tay trái. Đó, nó hoạt động như là chiếc xe thật nha. Còn mình kéo về hướng người ngồi thì cái cần nó hạ xuống. Và mình đẩy về mình kéo thì nó nâng tròn, nó nâng cái cần lên. Còn bên đây á thì nó sẽ hoạt động vào phần gầu và cái phần chấm tay ngoài của cái gầu hút. Đó. Thì để điều khiển cho dễ hơn thì tôi sẽ điều khiển cho các bạn coi là cách hút đất nha. Đơn giản thôi. Đó, bây giờ tôi hút một cái chỗ ngọn. Thông lít nha.